đây phụ kiện của nó, cái quy 10 lấy cái đầu tính sau, bên đây quy 100 phụ kiện con quy 10 nó về mốt nó cũng giống nhau, về mai thì cũng giống nhau, cái cục nguồn bên quy 100 thì xịn hơn. Đây là về phụ kiện thì bên quy 100 có cái giống nhau, điểm giống nhau là về mốt với mai hai cái giống nhau, cái okay hơn là bên đây có cái cục nguồn xịn hơn và có cái tham gia về. Mình quy lại đi, mình đánh giá là cái tổng quan ngoại hình á, quy 100 có vỏ nhôm với màn hình hiển thị đa cơ, còn quy 10 có hơn là có mấy cái nút nhiều vòng kết nối hơn, với thao tác gắn cứng nó ok hơn. Rồi sau khi so sánh hình ảnh thì giờ tiếp tục về phần so sánh âm thanh giữa cái đầu 20 quy 100 này và quy 10. Nghe được tiếng thì tôi thấy cái quy 100 này chất âm nó ra hay hơn, tiếng bass nó ra tròn hơn, tiếng tép tiếng mic nó cũng ra ổn hơn, nói chung nhỉnh hơn xíu so với quy 10. Rồi vừa rồi mũi máy so sánh giữa cái quy 100 với quy 10 thì tổng kết lại thì mỗi bên có một cái ưu điểm riêng. Ví dụ cái quy 100 này nó hơn á, cái phần thiết kế ngoại hình là nó bằng kim loại, bằng nhôm ok hơn. Đây giao diện mặt trước nó màn hình hiển thị sáng hơn, rồi phụ kiện nó nhiều hơn. Rồi hình ảnh với âm thanh là hai cái quan trọng, là nó ra chất âm tốt hơn so với quy 10. Còn cái phần quy 10 thì nó có hơn cái là nó có nhiều cổng kết nối hơn, nhiều cổng USB hơn. Rồi ở sau nó có thêm cái cổng USB để kết nối vào vi tính nữa. Đấy, có thêm cổng thẻ nhớ, Đấy, còn với mặt trước nó có thêm cái điều khiển cảm ứng, nó thông số cái quy 10 hơn so với quy 100. Thì chung quy lại nếu mà chênh lệch giá giữa hai con hiện tại là khoảng 1 triệu. Nếu bạn thích âm thanh hình ảnh thì có thể cứ hoặc là mới mua lần đầu thì cứ mua luôn cái con quy 100 thì ok hơn. Còn nếu mà bạn đã có quy 10 rồi đang xài nó ổn thì chắc cũng không cần nâng cấp lên quy 100 đâu, tại chênh lệch nó chưa có nhiều lắm. Đó là đánh giá của Vũ.